Hello, Nhà Đất TV xin kính chào quý anh chị, cô chú, khách hàng. Rồi, hôm nay em xin gửi đến quý vị một căn nhà nằm sát vách quận nhất nha. Thì em ở đây là hẻm 264 đường Lê Văn Sĩ, thuộc phường 14, quận 3 nha. Và cái vị trí đầu hẻm này á, là đối diện chợ Nguyễn Văn Chỗi. Bây giờ thì em gửi đến quý chị, cô chú một căn nhà tại đây. Thì căn nhà phía sau lưng em đây. Nhà của mình có thiết kế là một trệt, một lửng, hai lầu nha quý vị. Bây giờ em mời mọi người đi vào bên trong với em. Tại vì ở ngoài hẻm thì có xe cộ qua lại khó giới thiệu cho quý anh chị cô chú. Đây là căn nhà bên trong của mình nha. Thì nhà của mình quý vị là nói chung là nhà cũng được xây dựng khoảng 10 năm rồi. Thì có sổ hồng đàng hoàng, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Nhà của mình có chiều ngang diện tích á, chiều ngang là 3m6, chiều sâu vô trong là 11m. Thì thiết kế xây dựng quý vị nãy em có nói rồi là một lửng hai lầu sân thượng. Nhà của mình nó có khoảng ở đây là một cái phòng ngủ, ở trên là một cái phòng ngủ với một cái phòng khách. Rồi sân thượng của mình là sân thượng trống nha, có cái mái che thôi. Còn ở dưới đây á là có một cái, ở đây coi như là phòng khách đi. Thì ngoài sau đó có cái dàn bếp với là cái một cái nhà vệ sinh. Nhà của mình sổ hồng thì hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ hết nha quý vị. Và quý chị ơi, cái vị trí của mình á thì nó giáp danh với quận nhất, nó ngay chân chợ Lê Nguyễn Văn Chỗi với lại cầu Lê Văn Sĩ đó, vị trí cực kỳ đẹp luôn. Và chủ nhà đang muốn bán cái giá cũng rất là hợp lý, cho nên là muốn chia sẻ cho quý chị cô chú biết cái vị trí căn nhà trước, rồi sau đó là để cuối clip em sẽ gửi cho quý chị cô chú cái giá nhà. Bây giờ thì em sẽ mời quý chị cô chú đi tham quan thử bên trong cái nhà nha. Đây cái phần bếp nha quý vị, phần bếp ở dưới bếp mình thì phía sau cuối này mình có một cái nhà vệ sinh đây. Nhà của mình thì được tân trang mới, sạch sẽ. Tại lúc trước nhà cho thuê quý vị, nhà là nhà chính chủ nha, nó hơi bụi quý vị, cho nên em xin phép em mang giày lên luôn. Tại vì bỏ mấy tháng nay không có quét nên nhà có bụi. Thì ở trên cái tầng chợ của mình sẽ có một cái phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh. Đây, phòng ngủ, nhà vệ sinh nằm phía sau. Phòng ngủ của mình thì nó rộng khoảng chắc khoảng 8 mét vuông quá. Quỳ ngang cỡ 2 mét rưỡi. Ngang đây 2 mét rưỡi, 3 mét rưỡi đúng không vậy? 2 mét rưỡi, 3 mét 4 chứ. Với lại cái nhà vệ sinh thì nó gọi ghê vào khoảng là 8 mét vuông, chưa tính nhà vệ sinh. Còn lên trên lầu, lên lầu 1 trên này. Trên lầu của này thì mình có một cái phòng ngủ. Đây. Nó giống như cái phòng phía dưới vậy. Có một cái nhà vệ sinh phía sau. Sau nó có một cái con hẻm, ngoài sau nó có con hẻm nha, cho nên là mình lấy được một cái cửa sổ lấy gió, giống như là cái giếng trời nhà rất là thoáng. Cái cửa sổ là cái sổ của cái hẻm phía sau, cho nên là sau này mình vẫn sử dụng được, không có bị lấp nè. Hôm nay là cái ban công đi ra ngoài. Cái sảnh này coi như là cái phòng khách đi quý vị, mình có thể thiết kế để một bộ salon ở đây, rồi có thể là để bàn ăn hay là cái tivi gì đó. Ban công phía ngoài quý vị. Bây giờ mình đi lên trên sân thượng luôn nha. Nói chung là thiết kế nhà này cũng khoảng mười mấy năm rồi. Thì gia chủ muốn bán cái giá rẻ rẻ là cho quý vị nào mà có nhu cầu ở thật sự. Ở ngoài trước mình đây, nếu mà gia đình mình đông người quý vị, mình có thể tận dụng ở đây làm một cái phòng được nha. Thì bây giờ đây có cột sẵn rồi, mình không xây vách thì mình sử dụng vách tạm, nhưng mà theo em nghĩ là nếu mình có nhu cầu tận dụng ở đây làm một cái phòng ngủ thì mình nên xây cái vách lên, sau đó xây ngang ở đây làm cửa vào ban công thì mình có thể sử dụng được cái phần phía trước này nha. Còn phía sau này thì mình làm sân phơi đồ nha quý vị. Ở ngoài sau đây thì em nghĩ là mình sẽ để một cái máy giặt ở đây, ngoài đây cũng được hay là trong đây cũng được, rồi mình tận dụng ở đây mình làm cái sân phơi đồ đó. Thì thoải mái. Đấy. Nói chung cái nhà này thì cái vị trí quý vị, vị trí thì khá là đẹp nha. Hẻm trước nhà là hẻm 3 mét rưỡi, xin lỗi là hẻm 2 mét rưỡi. Nói chung cái vị trí nhà thì cực kỳ đẹp quý anh chị cô chú. Nhà thì sát cái chợ Nguyễn Văn Chỗi, ngay chân cầu Lê Văn Sĩ luôn. Thì đi qua quận nhất kế bên luôn. Nhà ngay trung tâm rồi. Giá chủ nhà người ta chia sẻ cực kỳ hợp lý quý vị cô chú ơi. Đó, bây giờ em sẽ để giá trên màn hình. Rồi quý anh chị cô chú nào mà có nhu cầu á thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline của em là 0909 049 383. Thì em sẽ hỗ trợ cho quý chị cô chú đi xem căn nhà này.
Và với chị cô chú nào mà có nhu cầu ký gửi nhà đất thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline của kênh nha. Thì em là Phú sẽ hỗ trợ cho quý chị cô chú đến quay nhà và đăng trên kênh YouTube của em luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị cô chú ở một clip sau ạ.